Chào mừng quý vị và các anh chị trở lại với bên Auto 62 ô tô gầm cao Hà Nội, có địa chỉ kinh doanh là 99 Trương Công Giày, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội quý vị nha. Và hôm nay em Trường lên sóng những chiếc xe Santa Fe đang được bày bán bên Auto 62 để quý vị và các bạn tiện theo dõi qua màn ảnh và đưa ra sự lựa chọn cho mình, và hãy gọi cho em Trường theo số điện thoại trên màn hình để em Trường được hỗ trợ tư vấn và giải đáp quý vị nhé. Chiếc đầu tiên là một chiếc xe với bản Premium full xăng năm sản xuất 2022, ngoại thất là màu xanh và nội thất là ghế da hai màu, thì chiếc xe lăn bánh được hơn 1 vạn km một chút với nước sơn zin còn gần như cả xe quý vị nha, với mọi góc cạnh của chiếc xe còn là nguyên bản theo nhà sản xuất và chưa hề phải làm lại hay thay thế, trung tu đại tu một chút nào quý vị nha, và đều được cam kết bằng văn bản giấy tờ là không đâm va, không ngập nước, máy móc keo chỉ, mọi chi tiết trên xe là nguyên bản theo nhà sản xuất quý vị nha. Từ ngoại thất đến nội thất thì quý vị hãy quan sát để chúng ta đánh giá chiếc xe. Nội thất của chiếc xe thì còn là siêu mới quý vị nha, chạy hơn 1 vạn km zin với ni lông còn rất là nhiều, với anh chủ trước chưa bóc hết ni lông quý vị nha, và cũng lên được khá là nhiều đồ chơi như là dán kính giải sàn, cam hành trình, rất là nhiều những đồ chơi đã được anh chủ độ lên rồi quý vị nha. Đó, một nội thất siêu mới quý vị nha, với ngoại thất màu xanh và sơn zin còn gần như cả xe. Lốp thì còn dày bịch theo xe, 4 quả la răng chưa hề có một vết xước sát quý vị nha. Đó là chi tiết của chiếc xe màu xanh bản Premium sản xuất 2022. Chào bán bên em với mức giá là 1 tỷ 175 triệu, có linh động giá một chút khi quý vị và các bạn gọi điện cho em Trường hoặc qua trực tiếp cửa hàng lái thử và trải nghiệm quý vị nhé. Tiếp theo là một chiếc xe với năm sản xuất 2021 nhưng mang form dáng của 2022, ngoại thất màu đen và nội thất là ghế da hai màu, bản Premium full xăng, thì chiếc xe lăn bánh được 2 vạn km zin, và cam kết với quý vị và khách hàng là những chiếc xe em đang review lên thì đều là km zin và còn bảo hành hãng quý vị nha. Mọi góc cạnh của chiếc xe sản xuất 21 ạ, quý vị hãy quan sát để chúng ta đánh giá trải nghiệm chiếc xe, với nước sơn zin còn đến 95%, và lốp và la răng thì lốp thì chưa hề có một chút dấu hiệu của sự hao mòn, và la răng thì chưa hề có vết xước sát quý vị nhé. Sơn zin 95% và nội thất thì còn là siêu mới đây quý vị. Mời quý vị đi vào nội thất để chúng ta đánh giá và trải nghiệm chiếc xe. Một chiếc xe với nội thất còn rất là mới và cũng lên được khá là nhiều đồ như là giải sàn, là dán kính quý vị nhé. Với những góc cạnh của chiếc xe thì còn vô cùng là xuất sắc. Anh chủ đi tương đối là giữ gìn chiếc xe quý vị nhé. Thật sự là một chiếc xe rất là mới. Ngoại thất màu đen, một ngoại thất rất là sang trọng và lịch sự quý vị nhé. La răng thì cả 4 quả la răng chưa hề có một vết xước sát. Lốp còn dày bịch cho đến những góc cạnh đằng sau của chiếc xe, thì quý vị quan sát để cảm nhận và đánh giá về cái độ mới và cái độ zin của chiếc xe quý vị nhé. Và chiếc xe này thì đang được chào bán bên em với mức giá là 1 tỷ 150 triệu, vẫn linh động giá khi quý vị và các bạn thiện chí qua trực tiếp lái thử và trải nghiệm xe hoặc alo cho em Trường để em Trường được hỗ trợ tư vấn về hình ảnh cũng như video clip trước khi quý vị và các bạn qua bên em tham khảo và lái thử thực tế những chiếc xe quý vị nhé. Và những chiếc xe em đang review lên thì đều được hỗ trợ trả góp ngân hàng lên đến 70% tổng giá trị xe quý vị nhé. Hai chiếc này là hai chiếc Premium full xăng, nhưng bên em còn một chiếc Premium full dầu năm sản xuất 2022, lăn bánh được 2 vạn km và với ngoại thất và nội thất thì còn zin đến 95%, nội thất thì siêu mới quý vị nhá. Chào bán bên em với mức giá là 1 tỷ 245 triệu vẫn linh động giá quý vị nhá. Đó là những mức giá quá tốt cho thời điểm hiện tại quý vị nhá. Hãy gọi cho em Trường theo số điện thoại trên màn hình để em Trường hỗ trợ tư vấn và giải đáp quý vị nhá.